Vậy là cái đến hôm 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 trước ấy là chúng ta đã tôi đã trình bày xong toàn bộ, nhưng còn vượt quá cái chương trình tin học của lớp 10 nhé. Hôm nay tôi xin bắt đầu xong đây là buổi thứ 10, tôi sẽ có sang một số những cái chức năng mới hơn, nâng cao hơn. Thì hôm nay là cái buổi hôm nay là tôi trình bày một cái chủ đề là chúng ta sẽ lập trình mà để làm việc với các cái file, tức là cho chúng ta học các lệnh vào ra file. Ngày hôm nay là cái bài 10 thì học lệnh vào Safari. Trong quá trình chính thì nó không có cái chức năng này, cho nên cái chức này nếu có thì nó là một phần bổ sung thôi. Trong sách cánh diều thì họ đưa vào thành một cái bài đọc thêm ngắn, còn trong sách nâng tri thức thì không có cái bài này. Tuy nhiên là nhưng mà tôi nghĩ là giáo viên cần phải biết, mà học sinh cũng cần biết, nhất là thi học sinh giỏi thì bắt buộc phải học cách chúng ta mà làm việc với file. Thì chúng ta sẽ học cách mà đơn giản thôi, tức là cách mà lập trình để chúng ta có thể là đọc và ghi file, mà cái phần này là mà đọc và ghi file đúng không? Đọc và ghi file. Thì cái file mà chúng ta đọc ghi này là cái file mức độ đơn giản nhất là các cái file text thôi, là cái nó gọi là cái các gọi là các cái tệp văn bản đấy. Tệp văn bản hay nó gọi là text file đấy. Là cái file mà nó gồm có nhiều dòng, mỗi dòng là gồm có nhiều dòng, mỗi dòng là một cái dòng một số văn bản. Thì một cái file text là một cái file nó dạng như này, là cái file mà nó có nhiều dòng như thế này. Đấy. Thì chúng ta học cách là tạo ra file, ghi ra file, và nếu file có dữ liệu thì đọc đọc vào. Thì hầu hết tất cả những cái bài toán thi đấy, để khi mà thi mỗi độ thi sinh giỏi thì đều phải vào ra các cái file này hết. Thế thì đó là cái cho học cái phần đó nhé. Thì cái đọc và phi file đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ học các cái lệnh đơn giản, nhưng vấn đề chúng ta sẽ phải luyện tập để chúng ta làm số các bài tập liên quan đến cái việc đọc ghi file này nhé. Thì cách chúng ta làm thì chúng ta hãy tạo ra các file, mà cái file đó là ở chung thư mục với cái file lập trình đấy. Tức là khi chúng ta định lập trình để tạo ra cái file, để đọc cái file, thì cái thư mục cái thư mục mà chứa cái tệp p đấy, mà cái thư mục chứa các cái tệp văn bản, ví dụ như cái file txt chẳng hạn đấy, thì nó phải ở nằm chung một chung nằm trong một thư mục đấy. Nằm trong một thư mục. Nó giống như là vì chúng ta đã học làm quen với đọc ghi file ở trên trên Pascal, thì đây như vậy, cái việc đọc ghi file ở đây nó cũng giống như là cái việc đọc ghi file ở trên Pascal hoặc trên C cũng thế nhé, không khác gì cả. Nhưng mà chúng ta cần học hai nhóm lệnh. Nhưng mà thứ nhất là đọc đọc dữ liệu từ một cái file cho trước, và lệnh thứ hai là ghi ra cái file đó như nào, ghi ra file đó. Mà cái file đó chúng ta chú ý là cái file là file text hoàn toàn nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng học cái các lệnh đọc file trước nhé. Tôi có cho tôi ghi là một nhỏ đi, là các cái lệnh đọc file. Đọc dữ liệu. Để file. Mà chú ý cái file này là file text. Đấy. Thì chúng ta tạo ra một cái file text bình thường, và do chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng là đối tượng dạng file, và sau đó chúng ta thao tác trên cái đối tượng đó. Ví dụ như chúng ta ví dụ thôi, tôi tạo ra một cái file nào đó, một cái file ví dụ cái file nó có tên, ví dụ có phải tên là data.in chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. File này nó có thể nó có nhiều thông số, là có thể cả chữ, cả text, cả số. Ví dụ nó có dạng, tôi lấy ví dụ như có dạng là đầu tiên là một cái số n nhé, số n, tôi lấy ví dụ n là một cái số, ví dụ như là 3 chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ ba dòng. Dòng thứ nhất là lấy ví dụ như dòng thứ nhất là ghi tên một người, dòng thứ hai, dòng thứ nhất là tên, ví dụ như tên là Nguyễn Việt Hà, ví dụ như thế nhé. Dòng thứ hai là Bùi
Văn Quân, anh cứ lấy vậy nhé. Dòng thứ ba là Trương Thị Nội. Vậy là dòng thứ nhất là cái số N, sau đó là N dòng tiếp theo, là mỗi dòng là một cái em là một cái số ký tự. Đọc cái này vào là có thể dạng nhiều dạng khác nhau, có thể là số là chữ, nhưng mà chúng ta làm thử, chúng ta thử cái đẹp như này đấy nhé. Thì vấn đề như này, thì muốn đọc cái file thì chúng ta sẽ phải tạo ra cái lệnh, đó là ta tạo ra một cái đối tượng file, cái lệnh tạo nhé, lệnh tạo một cái đối tượng file, đối tượng file như sau. Chúng ta dùng mình dùng cái hiệu bất kỳ F chẳng hạn, chúng ta tạo ra cái file, tạo đối tượng file. Tôi tạo là dùng lệnh là open, open. Sau đó chúng ta ghi cái tên file, lệnh tên file của chúng ta là data chấm in. Đó. Sau đó phải, sau đó là cái em mô tả cái em tiếp theo là có một ký tự để mô tả là đọc hay là ghi, thì đọc chúng ta dùng ký tự là R. Sau đó là phải nữa, có thể đây gọi kết thúc, hoặc là chúng ta thêm một tham số. Cái tham số này là dùng nếu mà chúng ta đọc file của chúng ta là có chữ tiếng Việt, tiếng Việt. Còn lần đó là toàn tiếng Anh cả thì không cần, nhưng mà có thể tiếng Việt thì chúng ta cần tham số nữa như này, là encoding bằng mở nháy là UTF8 trong nháy đó. Thì đây là cái lệnh mà tạo ra một cái file, tạo ra một cái đối tượng file, được chưa? Thì sau khi lệnh được tạo ra thì chúng ta sẽ có cái lệnh đọc file, hoặc chúng ta đọc file, đọc dữ liệu, các lệnh đọc dữ liệu, đọc dữ liệu, đọc dữ liệu từ cái đối tượng F nhé. Đó. Từ cái đối tượng F chúng ta có thể mở đồng thời nhiều nhiều file được, không sao cả. Khi chúng ta cái lệnh này là lệnh mở file ra. Khi mở ra file ra chúng ta có thể đọc được. Khi chúng ta đọc xong thì chúng ta dùng cái lệnh, dùng lệnh là f.close. Close. Đây lệnh là đóng file, cũng hệt như là ở trong Pascal. Được chưa? Nhưng mà chúng ta đọc file, cái lệnh đọc dữ liệu thì đọc chúng ta học xong ngay ngay bây giờ, đọc ngay bây giờ. Đó, thì đây là cái thao tác mà chúng ta để đọc file. Nhắc lại này, lệnh thứ nhất là lệnh là chúng ta tạo ra một đối tượng là f, f là đối tượng dạng file, nó là file object nhé. Đây nó là file, nó là cái dạng là file object nhé. Object nó là một đối tượng dạng file. Thì đối tượng đó nó có nhiều cái lệnh khác nhau. Thì cái lệnh close là cái lệnh là để đóng đóng đóng, đóng file lại. Lệnh đọc file thì đây tôi sẽ mô tả ngay bây giờ. Cái lệnh mà hay dùng nhất, các lệnh đọc file nhé, thì nó có khá nhiều lệnh luôn. Các lệnh đọc dữ liệu từ file, như sau này các bạn chú ý nhé. Mỗi một cái file nó là gồm có nhiều nhiều dòng nhé. Dòng thứ nhất đây, dòng thứ hai đây, dòng thứ ba đây, nó có nhiều dòng. Và mà mỗi dòng như vậy thì máy hiểu là một sâu ký tự, là một sâu. Thì khi mà chúng ta mở cái file đầu tiên ra thì nó có một cái đầu đọc nằm ở vị trí đầu tiên, tôi ký hiệu như này. Đây là vị trí đầu đọc, thì nó bắt đầu đọc từ đây, từ cái vị trí này trở đi, được chưa? Đây, thì chúng ta sẽ đọc, thì đọc như nào thì nó đây tôi mô tả. Thì cái lệnh đọc đầu tiên cho hay dùng nhất là cái lệnh sau đây, là cái lệnh là f read line. Đây là cái lệnh sẽ đọc từng dòng một của f mà trả lại giá trị là cái sâu ký tự này. Ví dụ tôi viết là s bằng như này, như vậy đây là cái lệnh này, nó sẽ là đọc một cái dòng tiếp theo của f mà trả lại giá trị vào cái sâu s. Được chưa? Như vậy là cái lệnh readline là cái lệnh là đọc từng dòng một. Khi ta đọc cái này xong rồi thì con trỏ này nó sẽ chuyển xuống phía dưới này và đọc tiếp dòng thứ hai. Đọc tiếp dòng thứ ba, đọc tiếp dòng thứ n. Cái này là lệnh rất quan trọng nhé. Đấy. Thì trong thực tế hầu hết là chúng ta dùng cái lệnh này là hay dùng nhất, và chúng ta phải điều khiển nó.
nhé. Thì bây giờ tôi sẽ chúng ta sẽ học ngay bây giờ nhé. Chú ý ở đây là cái này đọc từng dòng một, từng dòng một. Được, mà khi chúng ta tạo một cái tiểu dữ liệu ấy, thì chúng ta sẽ phải để đơn vị ở đây nhé. Dòng thứ nhất là số n, và hiểu ngay anh ơi, n dòng tiếp theo chính là dòng dữ liệu chúng ta cần đọc. À, chú ý nhé, cái này nó rất là giống với với Pascal. Bây giờ làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái dùng ngay cái phần mềm mà soạn thảo của chúng ta tạo ra một cái file text thôi. Bây giờ thử nhé. Bây giờ tôi new này, new cái file này. Thì đây mặc định của nó là đây là nó đuôi pi, nhưng tôi có thể sửa lại. Tôi sẽ nói cho ngay bây giờ. Bây giờ tạo cái file như sau nhé. Dòng thứ nhất là việc ghi là số 3, xong là ba dòng tiếp theo tôi ghi này, dòng thứ nhất nhé, ví dụ như là Nguyễn Văn Vinh, tôi lấy ví dụ nhé, để tên một tên một người nhé. Dòng thứ hai, là Trần Trần Thị Hà, ví dụ. Dòng thứ ba, là Bùi Lê Bạn, được chưa? Đấy thì hiện nay mà là hiện nay là để như này thì máy vẫn nên, vì chúng ta vẫn để là đuôi pi mà, cho nên là máy vẫn hiểu đây đây là chương trình, chuyện mà nó sẽ báo lỗi. Bây giờ chúng ta muốn là biến thành file text cho là như sau: chúng ta vào lệnh file và chúng ta save as, đó. Và ở đây chúng ta sẽ không chọn nó là cái file dạng Python, và chúng ta sẽ chọn là mở ra, và chọn nó là plain text. Đây chúng ta chọn cái dạng nó là đây, dạng là plain text đó, dạng plain text ta bấm vào đây đó. Thì khi dạng là plain text thì máy sẽ tự động tạo ra cái file có đuôi là txt, nhưng chúng ta hoàn toàn đổi được. Như tôi đổi thành data chấm in hoàn toàn được nhé. Đó, để tôi lưu cái này vào cái thư mục mà hôm nay tôi muốn cùng các bạn chúng ta làm việc. Chúng ta sẽ lưu cái file dữ liệu đó vào cùng một thư mục với file chương trình. Bạn chú ý nhé. Đấy, bây giờ tôi lưu cái này vào cái chỗ mà đây, cái chỗ này mà hôm nay là bài 10 nhé. Đấy, data đây. Đấy, tôi để là data, tôi để số 1 đi, để chúng ta sẽ lát nữa cho tôi có nhiều file data nữa. Và data 1 là cái file ví dụ 1 nhé. Đó, khi chúng ta lưu lại đời thì máy sẽ không bị cái hình hiện tượng là thông báo gì nữa. Vậy là máy hiểu à, như vậy đây là cái file này gồm có như sau. Nhắc lại này, gồm có 4 dòng. Đây là file dạng text nhé, gồm có 4 dòng. Dòng thứ nhất là số 3, dòng thứ hai là một cái số ký tự có tên là có cái nội dung là Nguyễn Văn Vinh, dòng thứ ba có cái số ký tự là Trần Thị Hà, dòng thứ tư có có dịu là Bùi Lê Mận nhé. Bây giờ thử như sau. Bây giờ tôi sẽ lập trình như sau. Tôi sẽ lập trình là tôi lập trình tôi sẽ đọc tôi sẽ mở file này và đọc và đưa dữ liệu vào vào trong máy tính. Và với mỗi một người như vậy, tôi sẽ tách ra phần tên và phần họ đệm, tách ra phần tên đưa vào một cái mảng nhé, gọi là phần tên đưa vào cái mảng, gọi là mảng A đi, phần họ đệm đưa vào cái mảng là mảng B. Sau đó tôi sẽ in ra, sau in ra trên màn hình, in ra là in lại cái sách này, nhưng in ra từ dữ liệu của phần mềm, được chưa? Và cái file chúng ta là file data 1, chính như vậy. Đây ví dụ 1 nhé, bây giờ tôi vào đây new một cái chương trình mới. Chương trình này là như sau, là đọc dữ liệu từ data chấm data 1 đúng không, chấm in và đưa vào hai mảng nhé, tức là hai list. Rồi tôi vẫn nói lại là khi nói về các cái dữ liệu dạng list, lúc thì tôi dùng chữ list, lúc thì dùng chữ danh sách, lúc thì dùng chữ mảng, lúc thì dùng chữ dãy, không quan trọng nhé. Tất cả cái đó thì đều chỉ vào một một loại dữ liệu thôi, là list. Ở trong Python thì list là cái đối tượng dữ liệu mà tương đương với cái dữ liệu mảng ở trong Python. Hai mảng thì cái mảng A là chính là danh sách các cái tên, danh sách tên nhé của những người đã nhập vào. B là danh sách từ tách tách riêng danh sách nhà họ đệm. Thì Việt Nam mình thông thường là tách
tên hóa điện ra, để mai kia chúng ta sẽ sắp xếp lại thì sẽ xếp theo thứ tự, theo ưu tiên là tên trước rồi hóa điện sau, đúng không nào? Rồi thì giờ tôi bắt đầu làm lần trình nhé. Bây giờ tôi ghi ra cùng một mục với cái bài kia. File này là file là chương trình 1, là chương trình là đọc danh sách học sinh nhé. Đó là file, đó là chương trình thứ nhất của chúng ta. Như vậy là cái file này là file này là đọc danh sách học sinh này cùng thư mục cái file data.in, được chưa? Rồi tôi làm, nó bắt đầu làm này. Rất đơn giản nhé. Đầu tiên chúng ta tạo cái đối tượng F. Thông thường tôi hiện kiểu dùng từ gì, nó có thể gọi dùng từ tệp cũng được hay dùng từ file cũng được, mà tôi bản thân tôi hay dùng từ F cho nó nhanh, cho nó dễ, cho nó ngắn. Thì F như sau, chúng ta dùng là open, quan trọng là open nhé, sau đó là mở ngoặc. Thì cái open này nó có hai ma tham số. Nếu mà cái file của chúng ta mà là cái file dữ liệu mà không có tiếng Việt ấy, hoàn toàn là số một tiếng Anh, thì chúng ta không chỉ cần hai tham số thôi. Còn cái file của chúng ta là nếu có cả tiếng Việt thì chúng ta cần ba cái đối số, ba đối số. Đối số trước tức là tên file, chúng ta viết là data 1.in chính xác nhé. Rồi cái đối số thứ hai là chỉ là cái trạng thái chúng ta mở ra. Trạng thái nếu là chữ R thì là trạng thái chúng ta nên đọc. Còn ghi thì chúng ta có một trạng thái khác nhé. Và cái đối số thứ ba là encoding. Encoding là chỉ dùng khi mà chúng ta cần đọc cái dữ liệu mà nó là có tiếng Việt, tức là UUnicode ấy, là UTF-8. Đấy, thì đây là cái lệnh chúng ta đã, lệnh này sẽ tạo ra một cái file đối tượng là F, và F này là nó chỉ vào cái dữ liệu là in này. Và sau khi mà chúng ta tạo ra cái F rồi thì chúng ta sẽ có thể đọc dữ liệu được từ F. Khi mà chúng ta mở ra với cái tham số, với cái đối số là R thì là mở ra để đọc không ghi được. Còn nếu mà chúng ta thay chữ R bằng chữ V kép thì nó là mở ra để ghi. Thì tôi nói sau nhé. Rồi, thế giờ chúng ta xem sau chúng ta sẽ thay hộp cho làm việc. Làm việc xong thì chúng ta dùng lệnh F close để chúng ta đóng lại. Cho chú ý nhé, đấy, bao giờ cũng đóng lại cho file an toàn. Thì ở giữa đây chúng ta tha hồ cho ta làm gì thì làm, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi đầu làm này, đúng không? Thì việc đầu tiên là tôi tạo ra cái A nhé. A là cái đầu tiên là cái mảng rỗng, và B là cái mảng rỗng. Phải, thì đây là cái A sẽ là lưu danh sách của tên học sinh được đọc từ cái file data. Còn B là danh sách các cái họ đệm. Tôi sẽ đọc vào và tôi tách ra từng người một nhé. Thì đầu tiên là như sau, đầu tiên là N. Đây chúng ta đi luôn nhé. Đây. Thì như sau này, chúng ta dùng lệnh là F và Red. Red line. Đây chính là cái lệnh mà đọc từng dòng một. Mà đây là lệnh đọc là dòng đầu tiên của F. Nó sẽ đọc vào một cái show. Chú ý nhé, mọi dữ liệu đọc vào từ file là thành show hết. Show đó chính là chứa gì? Show là cái chữ số 3. Tôi sẽ phải đổi. Vậy tôi làm như sau. Tôi viết là N bằng dùng hàm in để tôi chuyển đổi cái dòng đầu tiên này. Đấy. Như vậy đây là cái dòng, đây là lệnh đầu tiên chúng ta đọc cái dòng đầu tiên chính là cái dòng đầu tiên của cái file data 1.in chính là cái số n. Thì nó đọc vào là một show, tôi dùng hàm in nó chuyển ra và tôi trả về là n. Vậy đây chính là cái lệnh mà đọc dòng đầu tiên. Đọc xong lệnh này thì đọc nó sẽ chuyển sang dòng thứ hai, thấy chưa? Dòng thứ hai. Đấy, thứ hai. Và chúng ta đã biết rõ là và sau cái lệnh này thì trong file chúng ta đã có 3 dòng luôn. Đây là N là 3 mà sẽ có 3 cái dòng chứa tên của 3 người. Thì bây giờ hay là N dòng chứa tên N người. Và bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta dùng cái lệnh for thôi. For đọc N lần luôn. For i in range N. Chúng ta sẽ đọc là N lần, được chưa? Rồi đọc như sau này. Với mỗi cái đọc như vậy thì chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta gọi S
F thì là cái em đọc vào đó chúng ta dùng lệnh là F.readline. Readline. Đây dùng lệnh này, readline. Đấy. Vậy chúng ta thế là chúng ta đọc đúng 3 lần nhé. N ba đọc 3 lần. Như vậy chúng ta lệnh này đọc một dòng tiếp theo. Như vậy cái lệnh readline là cái lệnh là đọc từ đầu đến cuối dòng và đồ đọc nó chuyển xuống dòng dòng dưới, đọc đúng dòng xong chuyển dòng dòng tiếp theo. Đấy, như vậy có thế, như vậy chỉ cần dùng lệnh readline là đủ. Readline là lệnh rất quan trọng nhé. Cái lệnh readline này. Đấy, readline rất hay sử dụng luôn nhé. Khi lệnh readline này nó sẽ đọc cả dòng từ vị trí này đến cuối. Đọc xong và cái đầu đọc rồi nó sẽ chuyển xuống dưới. Người ta sẽ chuẩn bị để sẵn sàng đọc tiếp. Cái dòng cuối của mồi thôi thì nó không xuống nữa, thôi nó dừng lại ở đây nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại như thế này. Rồi, thế bây giờ xong lần rồi thì chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải biến đổi cái S đó, chúng ta sẽ biến đổi thành tên và đưa vào ấy thôi, đưa vào A và B thôi. Chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta tạo một cái họ tên đây. Chúng ta dùng lệnh split, chúng ta tách S ra. Họ tên sẽ bằng là F chấm split, chúng ta nhớ lại nhé. Split họ tên là bằng. Thế nhưng mà cái họ tên này là chưa đầy đủ, là họ tên ví dụ như là họ tên ví dụ như là Nguyễn Văn Vinh, Trần Thị Hà, Bùi Lê Mận chẳng hạn như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ phải từ họ tên này chúng ta sẽ lấy ra phần tên và phần họ đệm, chúng ta đưa vào A, đưa vào B. Làm như sau nhé. Cái tên của nó là gì? Tên của nó chính là cái phần tử cuối cùng của họ tên. Họ tên nó làm cái mảng. Thì cái phần cuối cùng của nó chúng ta lấy ra cho đưa vào A, tôi chỉ viết là A chấm pen đấy, A pen. Chúng ta lấy ra cái phần tử cuối cùng của họ tên là gì? Chính là họ tên. Ta nhớ lại cách chúng ta nhớ nhé, họ tên này. Phần tử cuối cùng của một dãy chính là cái chỉ số là len của dãy đó là -1. Chính ở đây chính là len của họ tên -1. Phần tử cuối cùng của nó chính là cái nào? Chỉ là cái đây những cái họ tên nhé. Bây giờ tôi lấy phần cái chỉ số là len họ tên -1. Phần tử cuối cùng của nó chính là tên, tôi đưa vào A, chụp vào A. Giờ đến B. B chúng ta lấy như sau. B chúng ta lấy như sau. Chúng ta lấy họ tên. Chúng ta sử dụng là slicing. Sử dụng là vùng vùng chỉ số. Bắt đầu là không, chúng ta để chống ra. Chỉ số thứ hai là đến kia là cái len họ tên -1 thì nó dừng lại từ đầu trừ vào tên ra, nó chính là len họ tên -1. Thì cái nhớ lại nhé, đây chính là cái công thức để lấy ra cái phần tử cuối cùng của dãy chính là tên. Còn đây là lấy ra cái dãy con đầu. Nhưng mà chưa xong nhé. Sau đó chúng ta là phải nối lại cơ. Phải dùng lệnh join nối, nhưng mà chưa xong. Đây chỉ lấy ra, sau đó chúng ta làm sao? Chúng ta phải dùng lệnh gì? Chúng ta phải dùng lệnh này. Join. Sau thì mở ngoặc ở đây. Cùng đây là đóng ngoặc. Đấy. Join nhé. Join này họ tên đây. Đấy. Thì bây giờ mới đúng nhé. Bạn có hiểu không nhỉ? Cái họ tên này là chỗ này là cái slicing này là lấy ra cái phần đầu cùng có là họ và đệm, nhưng vẫn là cái mảng, vẫn là cái mảng, vì chỗ này họ tên nên là mảng, mà họ tên là mảng mảng vì chúng ta phải nối lại, chúng ta dùng lệnh là dấu dấu cách và dùng lệnh join để nối lại. Như vậy ra cái này, như vậy là sau khi chúng ta làm xong cái này rồi thì chúng ta sẽ đọc lại thôi. Đấy. Đóng lại. Dùng lệnh này để đóng lại. Đấy, xong. Và bây giờ chúng ta sẽ in ra thôi nhé. Chúng ta sẽ print danh sách học sinh là học sinh trong lớp nhé. Xong là for in range n. Chúng ta
là print họ đệm trước nhé, print này b i là phải xong với a i họ đệm thành tên. Đấy. Sau chúng ta về giờ tách ra để chúng ta sẽ dùng làm việc khác nữa. Yeah. Đấy, thế bây giờ tôi chạy thử nhé, xem có lỗi không nhé. Đó, chúng ta sẽ xử lý ngay ở đây nếu mà có lỗi. Đây này, Nguyễn Văn Vĩnh này, Trần Thị Hà này, Bùi Lê Bận này, thấy không nào? Đó. Như vậy là viết chính xác. Bây giờ tôi thử sửa nhé. Bây giờ cái này tôi thêm vào thêm một người nữa này, thêm một người nữa là Trần Minh Thu, xong một người nữa đi là Tôn Thị Nguyệt Minh nhé. Và bây giờ tôi sửa lại cái số này là 5 người chứ không phải là 3, 5. Vẫn file của chúng ta vẫn là chính xác, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi ghi lại này, bây giờ tôi chạy lại hiện nó sẽ ra cái 5 người này chứ không phải là 3 người, chạy thử nhé. Nguyễn Văn là thêm cả Trần Minh Thu và Tôn Thị Nguyệt Minh đây. Như vậy là vậy cho giờ phút này là chúng ta làm chính xác, được chưa? Đó. Bây giờ tôi làm một bài số 2 nhé. Bài số 2 đánh xong, bài số 2 là cái file data của chúng ta, nó chỉ là một dãy thôi, một dãy các số, có thể là rất là dài bất kỳ. Như vậy là nhập là cái file là nhập chương trình là cái dữ liệu chúng ta đều vào là một dãy các số. Chúng ta không biết là có bao nhiêu số, chúng ta không biết, và chúng ta sẽ nhập vào và chúng ta sẽ đưa vào một cái mảng, sau chúng ta tính sẽ cần phải in ra tổng và trung bình của cái mảng đó nhé. Rồi chúng ta làm bài số 2 nhé. Bài số 2 là cái ví dụ 2 là như sau, là dữ liệu của chúng ta có tên là data 2.in là một dãy các số nguyên, dãy các số nguyên mà số lượng dãy, phần tử của dãy chúng ta không biết, có thể là 3, 4, 5 hay là 10 số không quan trọng. Chúng ta cần đọc vào và đưa cái đó vào một cái list, vào một cái dãy các số. Sau đó chúng ta sẽ in ra tính và in ra tổng và trung bình của cái dãy đó. Thấy chưa? Đây là bài số 2 nhé, đây là bài số 1. Bài số 2 bây giờ tôi sẽ tạo ra một file data in bài số 2. Tôi new đây. Nhiều cái file số 2, tôi sẽ ví dụ chúng ta sẽ là 3 này, trừ 8 này, 10 này, 12 này, 17 này, 200 này, trừ đi 50, trừ 56 này, 9 này, 0 này, 14 này, ví dụ như vậy nhé, nó là cái file như vậy. Đấy. Bây giờ tôi ghi ra này, thì ra tôi sẽ chọn kiểu file chúng ta là kiểu gọi là plain text nhé. Chúng ta luôn phải chú ý ghi ra là cái file là plain text, sau chúng ta đặt tên file là đặt tên tùy ý nhé, chúng ta đặt tên gì, data 2.in thì chúng ta chọn cái kiểu file, cái tên file đó. Như vậy tên file data 2 là chỉ có một dòng thôi, gồm có là n số, không biết bao nhiêu số, cách nhau bởi số cách. Đó. Chúng ta đọc vào yêu cầu bài số 2 là đọc vào và đưa vào bộ nhớ là một cái mảng, và sau đó tính ra in ra cái mảng đó và tính tổng và tính trung bình của mảng, được chưa? Rồi chúng ta làm bài này nhé. Bài này rất đơn giản. Bây chúng ta new một cái bài số 2 nhé. Bài số 2 là đọc dữ liệu từ từ tệp data 2.in, sau đấy in ra dãy số này tổng và trung bình của dãy. Đầu bài là dãy chúng ta là dãy gồm có là các số là số nguyên, được chưa? Đấy. Cách làm hoàn toàn tương tự như bài trên, chỉ có khác là có thể gì bài kia
Bởi này chúng ta cái file chúng ta là file nó lưu nó là có dữ liệu là tên tiếng Việt, thì chúng ta bắt buộc phải có cái encoding này. Còn cái bài này, cái bài số 2 này không cần, chúng ta cũng có thể bỏ qua cái encoding này, có thể không cần cái, có thể cũng không sao cả, nhưng mà có thể bỏ đi cho nó bớt, cho đỡ phải mất công viết nhiều nhé. Đấy, bài số 2 đặt tên là bài số 2 là đọc đọc dãy số, đọc dãy số nguyên nhé. Đây là bài số 2. Rồi, chúng ta tạo cái F, F chúng ta viết là open, tạo một cái đối tượng file đúng không? Open file đặt tên là data2.in, sau đó là R. Như vậy mà chúng ta không cần có cái thật, có cái đồ số encoding nữa, vì cái file chúng ta biết là toàn là số, toàn là số thì không cần, chúng ta viết như này là bánh bánh cũng hiểu nhé. Rồi sau đó chúng ta vào đọc vào này, đọc vào nhé. Thì chúng ta sau chúng ta chỉ cần mỗi lệnh là red 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 line thôi, chúng ta gọi là s, thì chúng ta viết là bằng f red line, red line nhé. Red line đấy, đúng đúng dòng thôi. Sau đó chúng ta sẽ cái đọc vào nó sẽ làm một cái đọc vào nó sẽ làm một cái đây một cái sâu như này, và chúng ta đã biết cách rồi, cách là chúng ta chuyển nó sang cái dãy số, rất là chúng ta dùng một lệnh rất là nhanh để chuyển sang dùng cái lệnh là tạo dãy nhanh. Chúng ta viết là a bằng, chúng ta bạn nhớ lại nhé, bằng cái lệnh này này, bằng cái lệnh sau đây này, chúng ta dùng cái hàm in này, lệnh nhanh này, chúng ta dùng lệnh là in x, in x sau là for x, in cái gì, for x in như dãy chính là cái s đó, và chúng ta dùng hàm split. Đây. Split. Đây chính là cái lệnh là gì, là chuyển đổi cái dãy này sang cái sâu này, sâu s này sang vậy các số nguyên là a. Nhưng lại này, chúng ta dùng cái lệnh split rất là quan trọng để tách cái sâu s ra thành một dãy các cái sâu con, mỗi sâu con như vậy là một cái sâu, là các cái số nguyên đấy, mà chúng ta biến đổi cái một phần tử của cái dãy đó dùng cái hàm int để chúng ta đổi sang số nguyên. Đây là ta dùng cái lệnh gọi là lệnh tạo dãy nhanh. Đấy, cái này trước tôi dạy rồi đấy các bạn này, các bạn làm xin nhớ lại nhé. Rồi biệt xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ F, chúng ta close lại là không cần nữa. Rồi sau chúng ta sẽ in ra nhé. Chúng ta lệnh là print, đầu tiên chúng ta print ra cái dãy A đó, sau đó chúng ta sẽ in ra print ra cái tổng số nhé, tổng tổng của A chính là gì, chính là cái hàm sum. Đây chúng ta biết rồi, hàm sum, sau đó chúng ta in ra cái trung bình, sau sau chúng ta print ra cái giá trị trung bình. Trung bình cũng dễ gì, trung bình thế này chính là cái hàm sum này, hàm sum chúng ta hàm sum là tổng chia cho len của nó, chia cho len của A này chính là đấy. Như vậy anh chỉ in ra đây là trung bình nhé, đây là cái tổng của trung bình in ra dãy A này. Vậy cái bài này nó chỉ có mỗi lệnh này là lệnh chú ý thôi, nó rất đơn giản mà. Được. Rồi chúng ta sẽ chạy thử nhé, xem có đúng không nhé. Đây chúng ta chạy file chúng ta là cái file đây, đây là file chúng ta đây này, data 2 là cái này đúng không, đây, giống là 3 chia 8 này 10 này 17 200, tổng 201 và trung bình là 20.1, chính xác. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm xong cái mẫu thứ ba nhé. Cái mẫu thứ ba là như này. Cái mẫu thứ ba là trong nhiều trường hợp là cái file của chúng ta không biết trước nó là bao nhiêu dòng. Cái dạng file này này là chúng ta biết rõ, à như vậy đây là n, biết rõ nó là n, và như vậy là đằng sau nó có 5 dòng nữa, như vậy là tổng cộng nó là n cộng 1 dòng. Đấy, biết rõ. Còn cái một cái loại dạng có dạng file là cái file nó không biết rõ dòng. Thì làm như nào? Đây, một cái dạng file này nó không biết rõ dòng. Chúng ta không biết rõ như vậy. Nhập vào là có thể là sách trong lớp chẳng hạn mà chúng ta không biết rõ là bao nhiêu.
thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ dùng dùng, dùng cái lệnh này. Dùng cái lệnh này nó rất là hay, là chúng ta sẽ thì trường hợp mà chúng ta không không biết là có bao nhiêu dòng thì chúng ta vẫn hoàn toàn chúng ta vẫn là vẫn 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 lập trình được, chúng ta đọc từng dòng một và rất thuận tiện như sau nhé. Đây thì có hai cách, có hai cách đọc như này, hai cách đọc đọc cái tệp gồm nhiều dòng, nhiều dòng nhưng mà là chưa biết rõ, không biết không biết số lượng dòng, biết số lượng dòng bao nhiêu, chúng ta không 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 kiểm soát được là bao nhiêu dòng thì làm như sau nhé. Thì phần này nó có hai, nó có hai cách nhé, hai cách là như sau. Cách một này là chúng ta rất nhanh, chúng ta làm như sau, chúng ta chỉ dùng cái lệnh sau đây này. Chúng ta dùng là vòng for, nghĩa là for s in f đó. Thì lệnh này nó sẽ là duyệt cái số s, nó sẽ duyệt trên từng dòng một của f để hết thì thôi, tự động nó hết. Sau chúng ta sẽ xử lý cái số s đó. Cách một nhé là dùng lại là for một cái biến bất kỳ in s, thì cái biến bên 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 này là biến s chẳng hạn, nó duyệt trên các dòng của f, mỗi là duyệt là như vậy là một dòng thì hết thì thôi. Bạn đã hiểu chưa? Đó là lệnh thứ nhất nhé, cách một nhé. Cách hai tương đương là như sau, cách hai cũng làm tương đương là như sau. Cách hai thời gian cho thêm một lệnh, cách hai như sau, chúng ta sẽ làm một cái lệnh sau đây. Ví dụ chúng ta làm một cái lệnh là ví dụ như làm một lệnh như là g, chúng ta đặt g bằng f chấm và dùng lệnh là read line, nhưng mà có thêm chữ s đằng sau nữa. Đấy. Thì cái read line dùng có chữ s đằng sau thì nó sẽ đọc vào cái bên d này này là một cái list các cái sâu, mỗi sâu như vậy là một dòng. Đấy. Và sau đó chúng ta chỉ làm sao, chúng ta chỉ phải dùng lệnh là for s in d hai chấm, sau đó là xử lý sâu. Hai lệnh này là hoàn toàn tương đương nhé. Như vậy là cách thứ hai này chúng ta sẽ phải thừa một lệnh, là chúng ta sẽ phải có một lệnh dùng lệnh là d bằng f chấm headline để hết bộ nhớ, đưa tổng toàn bộ f bộ nhớ, sau chúng ta dùng lệnh for s in d. Thì cái lệnh for s in d giống như ở trên này, ở trên này chúng ta không cần lệnh d bằng, chúng ta chỉ viết là for s in f. Mình cách một thì ngắn hơn là cách hai một chút, hai cái này là hoàn toàn tương đương thì tùy chúng ta có chọn cái nào cũng được, hai cái này là hoàn toàn tương đương nhau. Mà khi đọc thì nó đọc từ vị trí đầu đọc trở đi nhé. Ví dụ là tôi đang để tôi đọc dòng thứ nhất này, dòng thứ hai thì sẽ con trỏ đang ở đây, thì cái lệnh này cả hai cái một cái hai này nó đọc bắt đầu từ vị trí này trở đi. Đấy. Được chưa? Thì tôi có thấy có rất nhiều cái trường hợp nó là như vậy trong 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 sau này. Tức là cái file chúng ta là có một số dòng là biết trước, có một số dòng là biết trước giá trị, biết trước là bao nhiêu dòng và biết trước cái dạng của nó, còn sau đó là một loạt các dòng ta không biết số lượng, thì cái đó chúng ta dùng lệnh này, cái một cái hai này. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử. Nhưng tôi lấy dụ một cái, bây giờ chúng ta làm một ví dụ một cái bài toán khác nhé. Đây, làm cho mình dựa cho hợp lý nhất nhé. Nó có nhiều cách làm, là nhiều cách để chúng ta ví dụ như này lắm, để tôi này để kiểm tra xem giấy viết nào cho nó hợp lý nhé. Hồi dùng cách như này luôn đấy nhé. Bây giờ tôi tạo một cái ví dụ một này, là chúng ta tạo một cái dữ liệu là sách sách lớp học thôi, nhưng mà chúng ta không không quẹ không có n này. Để tôi copy cái này sang. Bị cái này sao? Bị cái này sao? Được chưa? Rồi. Như vậy là đầu bài của chúng ta là gì? Là dữ liệu đầu vào chúng ta là một sách học sinh trong lớp của chúng ta với đầy đủ họ và tên. Và chúng ta không biết là có bao nhiêu người. Chúng ta không biết rõ là bao nhiêu người, có thể là 5 người, có thể là 10, có thể là 20, có thể là 30 nhé. Bây giờ đầu bài gì? Đầu bài là cần phải in ra sách học sinh này
nhưng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, theo thứ tự theo từ điển, theo thứ tự tiếng Việt, nhưng mà theo thứ, theo không phải theo từ tiếng Việt, theo cái thứ tự từ điển ASCII, nhưng mà theo thứ tự là sắp xếp theo ưu tiên tên trước họ đệm sau. Đấy, chúng ta làm như vậy nhé. Làm như nào đây, cho là như vậy. Đầu vào của chúng ta nó là cái này, đầu ra là in ra tên học sinh nhưng mà sắp xếp theo tên trước họ đệm sau. Như những người đây là cho thấy là như vậy, là Hà sẽ là phải lên trước này, sau đó là em M Mận này, sau đó đến Minh này, sau đó đến Thu, đến Vinh. Giả sử có hai người tên là Hà, lấy ví dụ nhé, hai người tên là Hà, ví dụ người tên nữa là đây, thêm tên tôi nhé, cùng hai người là Hà cả thì hai người đó là mà tương nhau cùng tên, nhưng mà cái người tên là Bùi Việt Hà bắt đầu bằng chữ B là phải đứng trước Trần. Như vậy là trong hai người này là Bùi phải đứng trước là Trần Thị Hà. Như vậy trong cái rượu này mình tôi thêm một người cho nó hay nhé, là chị An. Thì như vậy là cái cô An là ta phải lên đầu, sau đó đến Bùi Việt Hà, sau đó đến Trần Thị Hà, sau đó đến Bùi Lê Mận, sau đó đến Mận, sau đó đến Tôn Thị Minh nhé. Cái này chưa chắc đâu, vì đây tôi xếp theo ASCII, có thể là Minh đứng trước Mận, vì trong cái bảng mã Unicode thì có thể chữ Y sẽ đứng trước chữ chữ ớ, nhưng không sao cả nhé. Sau đó đến Thụ, đến Vinh đó. Đây thì đây là cái bài đơn giản nhé. Rồi thì tôi đọc cái bài này. Bài này tôi đặt tên cho nó là như này. Tôi đặt chọn là dữ liệu của nó là plain text nhé, và đặt tên của nó là học sinh. Đây, học sinh nhé, chấm in. Đấy. Đầu vào của nó là học sinh chấm in, được chưa? Rồi bây giờ sắp xếp bất kỳ, đầu ra của nó là in sách học sinh của lớp ra, nhưng mà sắp xếp theo tên trước họ sau theo cái bảng mã Unicode bình thường, được chưa? Rồi chúng ta làm thử nhé. Là tôi đọc làm một cái bài thứ ba là đọc đọc danh sách học sinh, nó sẽ sau đó sắp xếp từ tệp. Bằng tệp này là tôi không biết được cái số lượng là bao nhiêu nhé, từ tệp nhé, sau đó là sắp xếp in ra màn hình, in ra màn hình theo ưu tiên là tên trước họ điện sau. Điện sau nhé. Đấy chưa? Rồi. Thì tôi làm, thì tôi đặt đặt trước này. Thật được thì viết là F nhé, bằng open. Cái file của chúng ta là cái file bình thường là hay hơn nhé. Cho nó gọi là cho nó hiện đại hơn. Tôi đặt một cái biến là FI. FI chính là file input đấy nhé. FI là bằng như sau, cho nó hiện đại hơn nhé. Chỉ là bằng là viết cái tên ra, học sinh chấm in. Vậy là FI là cái tên file input nhé, học sinh chấm in này. Và cái F là vào open file đây, thì tôi cái đối xử đầu tiên chính là FI, chính là cái tên file FI. Dòng thứ hai là R, cái R thứ hai, mà đối số thứ hai là R, đối số thứ ba là encoding bằng UTF-8, quan chú ý nhé. Đó. Đấy, thì đây là cái lệnh mà chúng ta tạo ra cái đối tượng F để đọc rồi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc này. Vì cái file của chúng ta không biết là nó như nào, thì chúng ta sẽ phải dùng cái phương pháp này đọc từ đầu đến cuối. Đây chỉ để đọc từ đầu đến cuối luôn, thì cái làm như sau nhé. Đây làm tương tự thôi. Mà chúng ta là file này này, tôi chỉ ghi ra file là file mà số 3, đọc danh sách học sinh. Và sắp xếp chưa? Rồi làm như sau này, tôi tạo ra A. A chính là cái file, chính là cái bảng ghi cái tên học sinh. B là bằng cái này,
Được chưa? Sau tôi for, chúng ta nhớ lại nhé, for s in f, thì đây là cái lệnh là duyệt tất cả các dòng của f. Cho s là chạy những tất cả các dòng của f, ta làm trực duyệt trực tiếp trên đối tượng f, đối tượng file. Đấy. Và mỗi s như vậy chúng ta sẽ lấy ra nhé. Tôi là đọc dùng c dễ c đi. C chính là bằng là gì? Bằng là s chấm split vậy này. Tách ra. Vậy c chỉ là cái bảng cùng có các cái tên người đó đấy. Rồi thì khi đó thì là tên nó sẽ là gì, để tôi biết thử, dùng tên nhận dạy tên nó sẽ bằng tên chỉ bằng là c len của c trừ một phần tên ra nhé. Còn phần họ đệm là gì, họ đệm chỉ bằng như sau. Tôi họ đệm là gì, họ đệm là đầu tiên tôi lấy cái lấy nó gọi là cái làm cái dãy con, tức là dùng gọi là dùng slicing nhé, là bắt đầu từ không cho đến phần tử là len của c trừ một slicing nhé. Sau đó tôi sẽ phải dùng dùng cái hàm join, nối này lại. Đấy, nối lại. Nối lại. Bây giờ đặt tên họ đệm xong cho tôi bổ sung a a append là tên, và b append là họ đệm. Thì sau khi một vòng là for này là xong hết này, for này nhé. C là cái bên phụ thôi, để tôi cho tách ra họ đệm và tên ra. Còn A chính là lưu danh sách các em, danh sách là các tên. Còn B là họ đệm, đúng không? Rồi, thế bây giờ tôi làm như sau nhé. Bây giờ tới đây tôi dừng lại và tôi sẽ đóng lại. Close. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm sắp xếp. Được chưa? Sau là như sau này, đây các sếp nhé, thì tôi làm như sau này, đây tôi có thể tách ra thành một cái cho được, tôi viết luôn đây cho dễ nhé, sắp xếp như làm cho thuận tiện nhỉ. Đây thôi tôi làm bình thường đó nhé, tôi làm mà tôi chưa cần dùng hàm vội, tôi làm bài này, bài này nó hơi hay một tí, lát nữa tôi sẽ thiết kế lại theo từng các cái hàm con cho nó dễ, còn việc tôi viết bình thường ra. Thì đây tôi bắt đầu sắp xếp này nhé. Ở đây tôi bắt đầu viết lại, bắt đầu sắp xếp lại, danh sách. Tôi sẽ xếp lại cả cả A và B, nhé. Cái này hơi khó đấy nhé, A và B nhé. Thì chúng ta sử dụng cái đấy thôi. Đầu tiên so sánh tên trước. Còn nếu tên mà bằng thì so sánh là phần họ đệm. Được chưa? Đây làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ gọi là n, tôi ví dụ dùng n tôi len của a. Thì tôi khỏi phải dùng lại nhiều len của a. Rồi. Chúng ta nhớ lại cái thuật toán sắp xếp mà theo kiểu là đơn giản nhất là như này này. Cho trước này. Cho một dãy a nhé. Dãy A độ dài n, thì cái thuật toán sắp xếp đơn giản tự nhiên là như sau. Tôi tìm tất cả các cặp IJ với i nhỏ hơn j, và nếu mà ai lớn hơn j thì tôi sẽ đổi chỗ. Thì làm như sau nhé, đây làm như sau, tôi viết dưới dạng là cái thuật toán đơn giản nhé, là như này, là for i in range n, sau đó là for j in range bắt đầu từ i cộng 1 đến n. Đấy. Cái chỗ này này, cái chỗ này có thể là n trừ 1 cũng được nhé. Rồi sau đó là làm như sau này, sau đó là kiểm tra này if này,
ít mà AI mà lớn hơn. Giữa các sâu cũng có gì, giữa các sâu nó cũng có cái so sánh theo theo thứ tự từ điển. Nếu như này thì tôi đổi chỗ hai hai phần tử AI và AG, đổi chỗ như sau, dùng cái lệnh là AI phẩy AG bằng AG phẩy AI. Đấy, thì đây chính là cái gọi là cái thuật toán để ta sắp xếp lại cái dãy A. Còn cái bài chúng ta khó hơn, bài chúng ta sắp xếp đồng thời cả cả A và B thì làm như sau nhé. Đây, for phức tạp một chút, for i in range n chỉ một, n cũng được không sao, sau là for g in range của từ i cộng một, i cộng một đến n. Đấy, bắt đầu kiểm tra này, khi nào thì ta đổi chỗ. Đấy, khi là chúng ta sẽ đây nhé, hoặc nếu mà if này, if và ai đúng là if ai mà lớn hơn ag nhé, thì ta đổi chỗ, hoặc o hoặc hoặc là ai mà bằng ag. Đấy, nhưng mà cái hai cái đó mà có mà trùng tên, nhưng mà đồng thời n đồng thời là b i lại lớn hơn bg. Đấy nhé, tức là khi mà nếu mà ai mà lớn ag thì lập tức là ấy luôn, thì ta ấy luôn thì ta đổi chỗ luôn. Còn nếu ai bằng ag thì nhưng mà bi phải lớn hơn bg thì ta cũng cũng đổi chỗ, thì hai chấm nhé, đổi chỗ như sau, đổi chỗ là ai đổi chỗ đồng thời cả a và ab luôn nhé, ai phẩy ag bằng ag phẩy ai. Đây là đổi chỗ hai cái em là hai phần tử cái tên, đồng thời đổi lộ chỗ chỗ luôn cả b bi phẩy bg. Hơi khó nhỉ, hơi khó một chút nhé, b g phẩy b g. Thì sau lệnh, sau cái lệnh này này thì chúng ta đã làm xong cái việc là sắp xếp lại cái đồng thời A và B theo cái thứ tự tăng dần của tự của theo đúng yêu cầu của chúng ta. Ta sẽ cho tên trước và họ đệm sau. Bây giờ tôi sẽ in ra nhé. Đây, in print danh sách học sinh. Danh học sinh nhé, trong lớp này, for này, và y in range len a print print b trước bi, sau đó là phải a y. Đây chính là cái bài chúng ta cần làm đấy nhé. Sẽ thử nhé, sự đúng nhé. Mà chỗ này là chỗ là chúng ta đọc dữ liệu, đọc đây đọc dữ liệu vào này, đưa vào hai cái mảng AB này. A là sách 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 các cái tên, còn B sách các phần họ đệm. Rồi sau cho sách sau nhé, chúng ta đổi chỗ hai hai người, đổi chỗ cả tên cả 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 họ họ đệm. Nếu như sau, nếu là hoặc là AI lớn hơn AG, tức là tên nó bị ở ngược, chúng ta sẽ đổi chỗ lại, hoặc là tên bằng nhau nhưng mà họ như này, vậy chúng ta đưa vào một cái biểu thức như này thôi nhé. Chúng ta chạy thử xem có đúng không nhé. Đầu bài của chúng ta tức là cái này, học sinh đây, bìa xuất lại là phải A lên đầu. Chúng ta chạy thử cái bài này, chạy thử nhé. Đây, A lên đầu này, sau đến hai Hà thì nghe ông Bùi Việt Hà phải đứng trước vì là cái họ B là đứng trước Trần này. Sau đúng không, tôi tính toán là đúng là Minh Minh phải đứng trước Mận vì ở trong cái bảng mã ASCII.
cũng là M cả, nhưng mà Y đứng trước ớ được mà là Minh phải đứng trước Mạn xong đến Thu và Vinh. Đấy, như vậy chúng ta xếp gọi là đúng. Đấy. Còn thấy ở trong cái sách các trong danh sách của cái số điểm ấy là họ xếp theo cái này. Nhưng mà cái này của tôi là cái so sánh này, so sánh trong bảng mã Unicode thôi thì nó không thật chính xác hoàn toàn. Ví dụ như ở đây nhé, trong bảng mã tiếng Việt thì là chữ ớ phải đứng trước chữ y, thì đáng lẽ là Bùi Thị Mận, Bùi Lê Mận phải đứng trước Tôn Thị Nguyệt Minh, nhưng mà chúng ta làm chưa được. Thì trong cái cuốn sách tin học tự tri thức ấy, thì có một bài tập ở cái bài cuối cùng của sách giáo khoa là hãy làm bài này, nhưng mà chúng ta hãy sắp xếp tên, sắp xếp là tên họ theo đúng thứ tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt, thì cái bài tập đó gọi là bài tập khó, thì chúng ta về tham khảo nhé. Đó, thì đây là cái bài bài số 3. Thì bài số 3 tôi sẽ viết lại một chút cho nó hay hơn, dưới cái dạng là đẹp hơn. Chúng ta viết này nó hơi khó nhìn, bây giờ nó không không có cấu trúc. Bây giờ tôi viết lại thành những cái hàm cho sẽ dễ hơn nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cái bài này lại, chúng ta CVS sang vẫn cái bài này cho đổi tên là bài số 4, và tôi sẽ sửa lại một chút, sửa lại cho nó đẹp hơn. Mẹ ơi. Đó. Bây giờ tôi sửa lại nhé. Alo ạ. Sửa lại thì cái phần đầu đọc số liệu tôi đưa đưa tôi đưa vào tôi đưa vào tôi đưa vào một 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 hàm, phần sắp xếp đưa một hàm, phần in ra sẽ đưa vào một cái hàm nữa. Nhưng bài này chúng ta sẽ có ba hàm, hàm thứ nhất là hàm đọc dữ liệu, hàm thứ hai là hàm sắp xếp, và hàm thứ ba là hàm là thông báo để in kết quả ra nhé. Rồi như sau này, bây giờ tôi làm như sau nhé. Đây tôi vẫn để như thế này, và phần này tôi sẽ đây tôi sẽ tạo một cái tôi sẽ tạo một cái hàm hàm này là hàm đọc dữ liệu, đọc dữ liệu được chưa, tôi thích cái tiếng Việt nhé, là read read Ê, thầy ơi, có bạn hỏi gì thầy ơi? hỏi gì thế em, Có bạn nào hỏi gì thầy? đây 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 bình tĩnh mình xem nhé. À, bạn hỏi là toán hết còn có toán nào tùy hơn không, thì có rất nhiều nhá. Đây là tôi chỉ đưa ra một toán đơn giản nhất, dễ hiểu nhất thôi. Còn sắp xếp thì có rất nhiều thuật toán. Nhưng mà toán đó thì chúng ta chưa học ở lớp 10, sang 11 sẽ học. Nhé. Thì ví dụ như thuật toán sắp xếp, lấy ví dụ toán sắp xếp đơn giản thì có toán sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp nổi bọt. Thì toán sắp xếp chèn nổi bọt đó thì nó cũng giống như thuật toán đang làm thôi, là bằng nhau. Nhưng mà chúng ta sẽ học toán là mạnh hơn, như là sắp xếp chọn là nhanh hơn này đó, hay là sắp xếp nhanh này là những thuật toán là mạnh hơn. Nhưng đó là sang năm, còn bây giờ thì chỉ học thế thôi nhé. Thì biết này là ở viết tôi viết mô tả cái đây là cái thuật toán là đơn giản nhất nhé. Rồi biết là tôi biết là thứ nhất là cái hàm là gì, là đọc dữ liệu nhé, nó là viết dữ liệu. Đầu vào của nó là có một tham số là FI thôi, là tên của cái file dữ liệu đầu vào, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm như sau này, bây giờ chúng ta ghi tất cả cái này vào 1 2 3 4 này, đọc này. Đấy, nhé, chúng ta đưa cái này vào một cái hàm. Đấy. Và cái hàm này sẽ làm sao? Hàm này sẽ là giá trị chính là A và B. Tôi sẽ viết như sau. Tôi sẽ viết như này. Tôi sẽ viết là return A phải B. Cái hay của cái hàm ở trong Python là cho phép chúng ta trả lại giá trị của nó là không phải là số, trả lại là đối tượng bất kỳ mà cũng trả lại là nhiều đối tượng nữa, bài này trả lại đồng thời là hai dãy luôn, là hai cái mảng luôn. Vậy đầu vào của nó là chính là cái tên tên tệp tên cái tệp mà dữ liệu đầu ra là đọc từ từ cái file dữ liệu đó, ví dụ file chúng ta là cái file này chẳng hạn nhé, thì đầu ra của nó là trả lại luôn là hai mảng, mảng A là danh sách các cái tên, mảng B là danh sách các cái họ đệm. Được chưa? Rồi chúng ta sang mô tả sang cái hàm thứ hai là sắp xếp. Tôi sẽ ghi là sắp xếp
mà phép này đồng thời luôn là AB luôn, đồng thời vậy là AB luôn. Đấy, AB luôn nhé. Đấy. Đây, tôi chỉ việc đưa cái này là lên là xong nhé. Đây nha. 1 2 3 4, tôi đưa cái này vào lên là xong. 1 2 3 4. 1 4. Rồi. 1 2 3 4, chúng ta nhớ là chuột vào 4 lần nhé. 1 2 3 4. Đấy, như vậy đây là khi mà bây giờ tôi hỏi các bạn nhé, khi viết là viết hàng này đã đúng chưa? Khi mà thoát khỏi cái hàng này thì AB có thay đổi không? Cái bài hôm trước tôi vừa nói đấy nhé. Khi tôi gọi cái hàm sắp xếp ấy thì AB sẽ được truyền vào bên trong hàm như là một một đối tượng, nhưng mà là ở trong cái hàm sắp xếp này như hai đối tượng AB sẽ được truyền vào bên trong hàm. Và tất cả những lệnh này này là nó không làm thay đổi đối tượng. Nó chỉ làm thay đổi cái value, cái giá trị của đối tượng thôi, cho nên cái hàm này khi ta thoát khỏi cái hàm sắp xếp này thì AB cũng thay đổi theo. Cho nên là chờ dễ là đủ, hàm này cũng mô tả nên là đủ nhé. Bây giờ sang cái phần thứ ba là cái phần thứ ba là cái phần kết quả. Tôi để nguyên cho nó hay nhé. Thì làm như sau này. Đây là chương trình chính, đây chính là phần chương trình chính nhé, chương trình chính như sau này. Lệnh thứ nhất, lệnh sau đây là cái lệnh là đọc dữ liệu. Đấy. FI. Lệnh thứ nhất nhé. Trả lại giá trị là A phẩy B bằng, nó trả lại giá trị là AB mà. Cái hàm lớp dữ liệu để nó đọc, nó trả lại giá trị là A là hai cái mảng. Mảng thứ nhất là mảng mảng họ, mảng thứ hai là mảng nhất là mảng tên, mảng thứ hai là mảng họ. Trả lại như này. Lệnh thứ hai là sắp xếp. Tôi gọi sắp xếp AB. Mà sao tôi in thôi, cái này là để nguyên định. Lệnh trình của chúng ta nó trông nó gọn gàng hơn rất nhiều lần, đúng không nào? Nó gồm có hai hàm, hàm thứ nhất là hàm 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 đọc dữ liệu đây, hàm thứ hai là hàm sắp xếp AB đây, và sau đó chúng ta vào chương trình chính, chúng ta đọc dữ liệu từ f từ cái file FI là file input đấy, đọc vào và đưa vào hai cái bảng AB, sắp xếp AB theo thứ tự là ưu tiên tên trước họ đệm sau, sau chúng ta in ra thấy học sinh đúng như thế này. À, nên đây là cái file file 4 nhé, tôi đã sửa lại cho nó hợp lý hơn. Chúng ta chạy thử này. Vậy đúng nhé, Lại Thị An đúng nhé, Bùi Việt Hà, Trần Thị Hà đúng nhé, Tôn Thị Nguyệt Minh, Bùi Lê Mận, nhé. Trần Minh Thu và Nguyễn Văn Vinh. Vậy là chính xác. Đấy thì được rồi nhé, thì đó là kia anh. Đó chính là kia tôi vừa chỉ bày nhanh các bạn cái các cái thao tác liên quan đến đọc. Như vậy là thời gian chỉ có hai lệnh thôi. Một là lệnh đọc từng dòng một, lệnh này. Hai là lệnh đọc nhiều dòng, là lệnh này. Hoặc dù lệnh là read lines có chữ S đằng sau và đọc cả từ vị trí vị có trò hiện thời xuống xuống cuối file, và sau đó chúng ta dùng lệnh này chúng ta duyệt trên cái phần phần D này. Đó. Đó là cái lệnh đọc. Bây giờ tôi mở sang cái lệnh ghi file. Cái số 2 là các cái thao tác ghi dữ liệu ra file. Được chưa? Thì cái hóa dữ liệu thì cũng rất có nhiều lệnh, nhưng mà tôi sẽ mô tả là cái mô tả cái lệnh hay nhất, rất là ngắn mà chúng ta sẽ học được ngay, rất đơn giản nhé. Thì chúng ta việc ghi file thì nó hoàn toàn tương tự như ghi ra màn hình ấy, và chúng ta hiểu mỗi cái file đây là ghi ra trên từng dòng một, dòng hai, dòng ba, dòng bốn như bình thường. Như là ghi ra file thì là cái file đó cũng là cái file dạng text, file dạng là file văn bản, được chưa? Rồi thì làm như sau này. Đầu tiên chúng ta muốn ghi file, chúng ta phải tạo đối tượng file, tạo cái đối tượng file để chúng ta ghi, tạo đối tượng file nhé. Thì cái làm như sau. Đây, chúng ta vẫn dùng cái F, vẫn dùng cái lệnh là open nhé. Sau đó chúng ta đọc cái tên file, ví dụ đọc cái tên file ví dụ là data.out. Đây là cái tên file. Sau đó là cái tên file cần cần ghi ra.
Sau đó chúng ta dùng cái không phải chữ R mà là chữ V kép tức là ghi ra. Khi chữ V kép tức là máy sẽ tạo ra cái file mà máy xóa hết nội dung đi là phải phải giống. Đây, sau đó thì chúng ta còn thêm một cái encoding. Nếu mà chúng ta ghi ra cái file là có tiếng Việt thì chúng ta phải ghi cái thêm encoding này này UTF gạch ngang 8. Đấy. Thì đây là cái lệnh mà ghi ra, được chưa? Thì thật ra cái lệnh ghi ra file khi chúng ta tạo file rồi chúng ta sau đó chúng ta các lệnh ghi file các lệnh ghi ghi dữ liệu ra file ghi dữ liệu ra file file khi chúng ta ghi xong thì chúng ta dùng lệnh đóng lại như bình thường F close như bình thường được chưa đó thì cái lệnh ghi nên là cái gì để tôi mô tả các bạn như thế là nếu các bạn mà tra cứu trong trong các tài liệu của Python thì có rất nhiều lệnh ghi ra file nhưng mà tôi khi mà theo cá nhân tôi thì các bạn chỉ nên học một một thứ thôi cho nó nhanh đỡ mất công học nhiều thứ học nhiều thì tôi mô tả các bạn lệnh ghi như sau nhé chúng ta sẽ không dùng lệnh ghi riêng của đối tượng file mà chúng ta dùng lệnh print đấy bây giờ tôi mô tả này chúng ta sẽ dùng lệnh print print để ghi dữ liệu ra file đó thì như sau nhé khi mà chúng ta bình thường hiện nay chúng ta vẫn làm lệnh này tức là lệnh print này là bình thường chúng ta là ra là ghi ra màn hình nhưng nếu chúng ta thêm một cái đối số vào thì nó sẽ ghi ra file rất đơn giản mà nó hiểu là cái file ghi được màn hình chúng ta ghi màn hình như nào thì ghi ra file y hệt như vậy được chưa chúng ta nhớ lại này chúng ta nhớ lại nhé cái lệnh ghi ra chúng ta nhớ lại lệnh ghi ra màn hình nhé nhớ lại các lệnh print hay dùng để in ra màn hình nhé và bây giờ chúng ta sẽ dùng hết cái lệnh đó để chúng ta làm với lệnh file đây nhé. Thứ nhất là như này là chúng ta print chúng ta có thể in ra là VV1, V2, VK là in K giá trị ra màn hình nhé. Thì đây đây lệnh là in K cho màn hình in xong thì xuống dòng. Còn lệnh thứ hai là print V1, V2, VK. Sau đó chúng ta thêm một cái biến là thêm một cái tham số là n bằng như thế này là in ra gì in ra và cuối cùng là thêm cái n bằng và nó không xuống dòng in ra và nó sẽ con trỏ nó không xuống dòng mà nó vẫn ở cạnh đó chúng ta sẽ in ra tiếp ở bên phải lệnh thứ hai nhé lệnh thứ ba là lệnh là xuống dòng luôn đây lệnh như này là không in gì cả mà xuống dòng chúng ta có ba lệnh nhé lệnh nhắc lại nhé lệnh một là in ra các cái dạy các cái giá trị và cách nhân của dấu cách in xong thì xuống dòng in xong xuống dòng lệnh số 2 là in ra các cái giá trị V1 đến VK nhưng mà không xuống dòng đúng không lại ở cuối cái dòng đó chúng ta thêm dấu 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 cách nhưng mà không xuống dòng để sẽ in tiếp ở bên cạnh còn lệnh thứ ba là không in gì cả nhưng mà xuống dòng luôn chúng ta có ba lệnh này nhé thì bây giờ chúng ta làm như sau bây giờ chúng ta sẽ biến ba lệnh này thành ba lệnh in ra file f như sau để chúng ta biến đổi nhé đây là in ra file đây rất đơn giản chúng ta thêm một cái tham số thôi làm cho mọi thứ trở nên rất đơn giản nhé lệnh thứ nhất là như này là chúng ta dùng lệnh là print v1 v2 vẫn là vk như bình thường nhé nhưng mà sau đó chúng ta viết có một cái đối số là file bằng f đó đây là đây chính là cái lệnh là in cái v1 v2 vk nhưng không phải ra màn hình mà là ra cái file f ra cái file f là cái file đây là cái file chúng ta đã open ở trên này thành không nào như vậy là lệnh vì chúng ta hiểu lệnh print rồi chứ lệnh này rất đơn giản lệnh số 2 thì cái lệnh này này là in dòng này ra màn hình sau đó thì xuống dòng luôn giống lệnh một đây mà xuống dòng còn chúng ta không xuống dòng chúng ta làm như sau chúng ta dùng lệnh là print print v1 v2 vk
sau đó là vẫn dùng là file bằng f, nhưng mà có thêm n vào đây, n bằng như này thì nó sẽ không in, không xuống dòng nữa, và nó in ra cái dấu cách ở cuối dòng một con trỏ ở bên phải để tiếp tục in ra nữa nhé. Nhưng mà vẫn in ra trên trên ra file f, ra file text file. Và lệnh thứ ba là cái lệnh mà in ra không in như cả nhưng mà xuống dòng, là lệnh sau đây là cái lệnh là print sau đó là file bằng f. Thế đây là lệnh là xuống dòng luôn. Thì các bạn chú ý nhé, đây là những cái lệnh rất rất là quan trọng. Và như vậy là đối với cái thao tác in ra file này, chúng ta sẽ không dùng lệnh đặc thù của cái đối tượng file mà chúng ta dùng lệnh print. Thì theo tôi cái này là cách hay nhất, vì chúng ta rất quen lệnh print rồi, chúng ta có thể được kết hợp với in ra màn hình thì không có cái tham số file, còn in ra file thì cho có tham số file nhé. Được chưa nhỉ? Thì giờ tôi làm cùng làm thử, các bạn cùng làm bài nhé. Đây bây giờ như này nhé, bây giờ đơn giản như sau này. Bây giờ làm bài tranh bài nhất này là gì? Tôi nhập từ bàn phím nhập bàn từ bàn phím n, sau đó là nhập n học sinh, sau đó tôi ghi ra file n học sinh này, và mà không cần số n, nhưng mà nhập vào thì có nhé. Rồi bây giờ làm bài số 4 và là bài số 5 nhé. Bài số 5 là như sau, chúng làm mẫu cái bài này là nhập số n, sau đó là nhập n học sinh, tên học sinh từ bàn phím, sau đó in ra, sau đó in ra tệp, in ra tệp là học sinh chấm ao. Đấy, in ra học sinh đó ra một tệp, mỗi học sinh là một dòng, được chưa? Bây giờ tôi làm thử bài này nhé, bài tập này đưa nhập n này, tôi làm luôn nhé. N bằng in này, nhập số học sinh nhé, xin lỗi, n in sẽ in là phải input chứ, đó. Input đây, nhầm in đây đúng không, input đó, input nhé. Rồi sau tôi sẽ in ra làm này, in ra từ học sinh một, tôi for i in range n, sau đó là dùng lệnh như sau. Bây giờ tôi làm sao nhỉ, tôi sẽ in ra và tôi sẽ in nhập vào tới đâu tôi in ra tới đó luôn, easy file luôn, nó dễ nhé. Rồi cái như sau này, ở đây tôi sẽ n đây nhé, ở trên này làm luôn này, trên tôi đặt là f bằng là open, open cái file là học sinh chấm ao. File này sẽ có cái tham số là v kép, đấy là để ghi ra nhé, và cái encoding là bằng UTF-8. Các bạn chú ý nhé. Đấy. Ghi ra mà có tiếng Việt thì phải có UTF-8, không có thì thôi. Rồi, sau đó n đọc toàn phím này, nhập số học sinh nhé, và for in range n nhé, và tôi sẽ in ra là tôi sẽ viết tên là tên này, tên nhé, tên bằng là gì, bằng là input nhập tên học sinh thứ mấy đấy, thứ gì nhỉ, thứ cộng với str của y cộng 1 đúng không, xong cộng với đấy, đây là cái lệnh đọc từ bàn phím cái học sinh thứ y cộng 1 là thứ với y là chạy từ 0 mà, thì tôi để y là cộng 1 là chạy từ 1 trở đi, và nhập liên tục cho đến n lần thì dừng lại. Rồi tôi nhập xong một tên, tôi ghi ra file, tôi dùng lệnh print. Đấy, bây giờ lệnh print nhé, print này, print tên, đấy là file, nhưng mà tôi ghi ra cho, tôi ghi là file bằng f. Đấy.
Thì đây lệnh là gì? Print cái tên không phải ra màn hình mà ra cái file, ra cái file F mà không viết đây là in xong thì xuống dòng. Như vậy là mỗi một dòng như vậy là một cái tên học sinh. Khi mà ta in xong thì tôi dùng lệnh F close lại. Vậy là kết thúc. Cái bài một cái trình này cũng rất đơn giản như vậy nhé. Bài này là bài số 5. Bài số 5 là nhập nhập danh sách học sinh và ghi ra phone và ghi ra tệp luôn. Ghi ra tệp. Mức độ là đơn giản. Chúng ta thử luôn nhé. Sau đó sẽ mở cái file là học sinh chấm ao ra xem có đúng không nhé. Nhắc lại các bạn này. Đầu tiên là cái F ta tạo ra một đối tượng là đối tượng dạng file, là mở cái file này ra. Vì nó có đuôi là nó có cái tham số là với kép, cho nên nó sẽ mở ra là nó tạo luôn là file rộng. Nếu mà cái file học sinh chấm ao mà có sẵn ấy thì máy cũng xóa hết đi và sẽ ghi ra từ đầu. Đấy. Sau chúng ta sẽ là vừa nhập vừa ghi luôn. Chúng ta n là số nhập bàn phím này, sau đó ta nhập là nhập n tên học sinh, n tên học sinh. Nhập tới đâu chúng ta dùng lệnh print để in ra. Nếu mà in tên không thôi thì in ra màn hình. Còn chúng ta có thêm file bằng F thì in ra, ghi ra cái file đó, ghi ra cái file này. Và ghi xong thì chúng ta đóng lại. Bạn đã hiểu chưa? Tôi chạy thử nhé. Đấy. Tôi nhập học sinh, tôi nhập là 5 học sinh nhé. Học sinh thứ nhất nhé. Đấy. Viết nhanh này. Đấy, tôi đầu tiên này. Học sinh thứ hai là Trần Thị Nga. Học sinh thứ ba là Nguyễn Lê Kim. Học sinh thứ tư là Tôn Nữ Nguyệt Minh. Học sinh thứ năm là Quân. Đấy, như vậy là xong nhé. Xong thì chúng ta mở trên và chúng ta mở cái file ra. Cái file của chúng ta là cái file là học sinh chấm ao này. Kiểm tra xem nó ghi có đúng không. Đây này, Bùi Việt Hà này. À đấy. Ở đây nó ra cái số 6 nhé. Vì sao lại ra số 6 nhé? Bởi vì là cái dòng 66 là rỗng này. Vì sao ra số 6 này? Bởi vì như sau. Bởi vì là chúng ta có cái lệnh này. Chúng ta nhớ lại nhé. Chúng ta có cái lệnh này. Đây này. Chúng ta nhập xong chúng ta in ra, chúng ta xuống dòng, đừng nó bị thừa một dòng. Chỗ này hơi căng đấy nhé. Chỗ này hơi căng là nếu mà mai kia mà đọc vào đấy thì nó sẽ bị cái dòng sau cùng là máy nó hiểu là có 6 dòng, dòng cuối cùng là rỗng. Như vậy là mai kia khi đọc vào thì chúng ta sẽ phải kiểm soát khi nào mà đọc cái dòng mà nó rỗng ấy thì coi như kết thúc. Cái này chúng ta sẽ coi như mà thực về nhà chúng ta tự làm đấy nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm một cái bài tập nữa nhé. Hy vọng sẽ làm đủ bài tập nữa. Bài tập như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ nhập chương trình là nhập từ một dãy số từ bàn phím. Sau đó chúng ta sẽ xóa đi các cái số bằng nhau. Xóa đi, chúng ta ghi ra cái số dãy đó nhưng mà với điều kiện là cái dãy đó là các phân tử là khác nhau. Đây như tôi làm như này nhé. Đây. Bây giờ chúng ta làm cái như sau. Tệp đầu vào này, input này. Đây là output này. Để cho nó rõ ràng tôi làm như sau nhé. Đây. Đầu vào của tôi sẽ đọc vào một cái dãy số bất kỳ. Ví dụ như là 10021314 nhé. Được chưa? Bây giờ đầu ra là phải ghi ra như sau. Đầu ra là như sau này. Đầu ra sẽ ghi ra là như sau. Dòng đầu tiên sẽ là hai dòng. Dòng đầu tiên ghi số lượng các phần tử khác nhau của dãy này. Đây như vậy là 1, 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, vậy là 5. Và dòng thứ hai là ghi các phần tử khác nhau. Vậy nên là 1, 0, 2, 3, 4. Đấy. Đầu vào là một dãy như này. Đầu ra là cái này. Nếu tôi đặt tên cái file này là đặt tên cái file này là file dãy đúng không? File dãy chấm in. Và cái file này đặt tên là file dãy chấm ao nhé. Chấm ao. Đó. Đấy, mình sẽ làm cái bài đơn giản như vậy nhé.
đầu vào là một cái dãy số nguyên cho từ một cái tệp. Đầu ra tôi gọi là cho hai dòng. Dòng thứ nhất là ghi cái số lượng các phân tử khác nhau của cái dãy dãy ban đầu, và dòng thứ hai là ghi ra các phân tử khác nhau đó. Bạn đã hiểu chưa? Vừa rồi là nhé, tôi làm nhanh một cái bài cuối cùng này nhé. Vậy là vừa đọc vừa ghi. Bây giờ tôi tạo ra một cái file, một cái tệp là dãy chấm in nhé. Đây, tôi new một cái tệp và tôi ghi ra ví dụ như là 1 3 0 0 1 4 2 1 0 5 2 1, nhưng mà nó có rất nhiều thời gian, nó chỉ là một thôi. Bây giờ tôi ghi ra này, ghi cái này ra dạng là plain text. Bạn mà chọn cái chức năng là chọn kiểu dữ liệu là plain text, được rồi, plain text nhé, là kiểu dữ liệu nó là dãy chấm in, chấm in, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi tạo cái tệp là tệp 6, bạn đọc dữ liệu, đọc đọc một dãy để in ra số lượng và các phần tử khác nhau, được chưa? Đấy. Thì tôi biết trước là tôi đặt trước là fi này, fi của tôi là cái tệp đầu vào là dãy chấm in, in. Còn tệp đầu ra là fo, fo là đọc là fo đi, fo bằng là dãy chấm out. Tôi sẽ ghi ra đồng thời cả hai luôn, vừa đọc vừa ghi ra nhé. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi xử lý như sau nhé. Bây giờ tôi làm cái hàm trước khi tôi làm cái hàm này, chính là hàm là đầu vào là dãy A và đầu ra là cái dãy gồm các phần tử khác nhau của A. Sau từ từ cái đề này tôi sẽ đọc dữ liệu và tôi sẽ đưa ra nhé. Tôi viết là cái bài này, tôi viết là dùng cái từ gì nhỉ? Dùng là dép, tôi đặt một cái hàm có tên là xử lý đi, tôi đặt tên như này, xử lý nhé. Đầu vào là A. Thì đây là cái bài tập như sau, cái hàm như sau này. Các bạn chú ý là ngay sau khi mà tôi mô tả cái hàm enter xuống dòng và tôi viết các cái show, thì cái show mà ở ngay liền kề cái ngay phía dưới của cái của cái show, cái tự mà viết ngay ở cái phía dưới dòng vòng đầu tiên của một cái hàm, thì cái show này người ta gọi là, nó gọi là doc string, hay là cái phần trợ giúp, phần mô tả hàm. Thì chúng ta làm như sau là chúng ta sẽ làm sẽ tính tạo dãy B gồm các phần tử khác nhau của A. Thì như vậy là cái dòng này, cái này nó vừa là chú thích. Chúng ta bây giờ ở trong một chương trình thì cái phần mà chú thích có thể số dòng được ấy, chính là chúng ta dùng ba cái dấu nháy kép hoặc là bao nháy đơn cũng được. Và cái chú thích thì có thể là một trong một hàng thì dùng cái này dấu thăng, và bên cạnh là phần chú thích. Thì chú thích này nó chỉ có ý nghĩa là từ đó cho đến cuối dòng thôi, còn ba dấu nháy kép như này thì chú thích chúng ta có thể xuống dòng thoải mái nhé. Mình làm rất đơn giản như sau này, tự nhiên như lại chúng ta dùng cái hàm mà tạo ra cái dãy b chính là dãy chúng ta cần làm đấy. Chúng ta cần như sau là for x in a, là if x not in b thì chúng ta sẽ đưa b. Còn nếu ít bây giờ thì tôi không cần đưa nữa, và sau đó chúng ta sẽ return b đó. Thì đây là cái bài cái phần xử lý. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh là cái em tôi làm cái đếm đọc dữ liệu nhé, đọc dữ liệu này, hay là nhập dữ liệu là fi,
đọc và đưa kết quả ra trả lại là cái file kết quả, là trả lại là cái dãy kết quả nhé. Đọc cái thành cái hàm này nó dễ nhé. Như sau này, f bằng này open file fi này, sau đó là r này. Cái bài này không cần thiết phải có cái anh quân đình nữa này. Đấy. Được chưa? Rồi cho tôi biết làm sao, tôi biết là s bằng f readline. Đúng có đúng một dòng thôi dễ. Sau đó tôi làm như sau. Nó dùng cái đọc được nhanh, tôi biết là a bằng đọc được nhanh nhưng mà là in của x for x in s.split. Đấy, đây chính là cái lệnh tạo nhanh s làm cái sâu, nó sâu cái sâu đầu vào, s là sâu này này, là sâu dãy sẽ sâu này này, sâu này này đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh nhanh, chúng ta tạo ra cái dãy là s.split, sau đó là cho for x trên dãy đó và chúng ta sẽ chuyển sang hàm in là chuyển sang đưa vào dãy A. Và đây sẽ kết quả chúng ta f close đóng lại và chúng ta return A. Đấy, được ra của chúng ta là như này nhé. Nếu chúng ta làm một lệnh nữa, def là ghi dữ liệu đầu vào là for. Đây là chính là cái tổng dữ liệu nhá. Ghi dữ liệu với cái đầu vào là cái với cái là a này. Tức là ghi dữ liệu từ a vào cái for này, vào cái for này. Ghi theo đúng cái mẫu này, ghi theo đúng cái mẫu mà tôi vừa nói là ban đầu là chính là cái mẫu mẫu này này. Đầu tiên là số hạng của dãy, sau là các dãy dãy này nhé. Đấy, thì rất đơn giản như sau này. Đây là cái lệnh ghi này, ghi nhé. Đây là lệnh ghi như sau này là ghi ra tệp for dãy A. Đấy, theo đúng con dạng xác định sẵn đấy, được chưa? Rồi là như sau này, chúng ta nhớ lại cái lệnh này y ra nhé. Chúng ta tạo cái lệnh f, đối tượng f là open sau lại for, sau đó là v kép là in ra, in là ghi ra đúng không? Tạo ra đối tượng f để chúng ta ghi ra. Rồi sau chúng ta làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta ghi ra cái gì, chúng ta ghi ra cái số gì, cái số n là chiều dài của a. Chúng ta dùng lệnh sau đây, chúng ta dùng lệnh là print. Print đầu tiên là print len a trước, print cái chỗ độ dài của dãy a nhé. Và chúng ta dùng lệnh dùng cái f file, dùng cái lệnh print, dùng cái đối số là f file bằng f, thì khi ghi thì ghi ra file. Mà đây là cái lệnh mà in ra cái dòng đầu tiên đây này, đầu tiên này in ra, sau nó xuống dòng nhé. Sau đó chúng ta sẽ ghi ra in ra lần lượt trên một hàng ngang. Chúng ta dùng lệnh là for x in a nhé, in a. Chúng ta dùng lệnh là print print là x in ra x chữ a, dùng cái file vì ta in ra file file bằng f, sau đó chúng ta dùng cái lệnh là n bằng in ra một hàng ngang. Thấy không nào? Wow. Như vậy là cái lệnh mà đã nhanh in ra file, chúng ta dùng lệnh print như bình thường. Đấy. In xong cái này thì vợ dùng lệnh luôn, thì kết quả ra luôn mà chuyện này chúng ta dùng là f close lại là xong luôn, không cần nữa, không cần cái a này là xong rồi. Đấy, như vậy là được chưa? Như vậy bây giờ là phần chương trình này, chương trình được chưa? Để nhé, chúng ta ghi lại nhé, đây này, hẹn ý đây nhé. Chỉ như sau này, chúng ta viết là a bằng là đọc dữ liệu đúng không? Là nhập dữ liệu nhỉ? Nhập đúng không? Rồi nhập dữ liệu từ fi. Đây này, chúng ta đọc dữ liệu từ file fi mà đưa vào dãy a
Mọi đều trả lời vào dãy A. Nên lại này này. Đây. Đọc từ FI. Và đưa vào dãy A. Sau đó bước thứ hai là chúng ta sẽ xử lý A. Chúng ta sẽ xử lý cái dãy A, đưa ra dãy B. Đưa ra dãy B là dãy B chứ là dãy gồm các phần tử khác nhau của A. Sau đó chúng ta sẽ viết là lệnh là ghi kết quả ghi dữ liệu. Chúng ta dùng lệnh là ghi ghi dữ liệu với cái file là B và FO. Tất cả có 3 lệnh, chỉ tính có đúng 3 lệnh thôi. Lại nhé, lệnh 1 là nhập dữ liệu từ file FI kết quả đưa vào cái dãy A. Lệnh thứ hai là xử lý dãy A, tức là lấy ra kết quả là dãy B gồm các phần tử khác nhau của A. Sau đó chúng ta ghi kết quả B này ra ra file FO. Tất cả để làm chuẩn xác. Bây giờ tôi sẽ ghi ra bằng tôi đây là cái bài số 6. Đọc và ghi dãy ghi dữ liệu tổng tổng hợp nhé. Mình chạy thử xem nào. Chạy thử nhá. Xem có lỗi không? À, như vậy là không lỗi. Bây giờ kiểm tra nhé. Cái file của chúng ta cái file dãy in thì nó là cái này. Nhưng bây giờ tôi mở cái file dãy out ra. Đây file dãy out. Nó là 6, nó làm 130425. Đấy, chính xác nó có 6 phân tử. Và đây là các phân tử khác nhau của cái dãy này. 1 nhé, 130025426. Nó là 6 phân tử đấy. 1 là 3 là 2 này, 0 là 3 này, 4 là 4 này, 2 là 5 này và 5 là 6. Vậy nó có 6 phân tử. Dãy out đây. Gọi là chỉ là chính xác. Được chưa? Như vậy hôm nay là tôi trình bày rất là kỹ, rất là tỉ mỉ các bạn hai cái các cái lệnh tham liên quan đến đọc một cái dữ liệu, đọc và ghi file. Chúng ta nhớ nhắc lại, chúng ta có hai cái nhóm lệnh nhé. Ghi ra file, ghi file chúng ta tạo cái file này và chúng ta dùng lệnh print, lệnh print nhé. Bạn đợi tôi một chút nhé, thôi được. Đợi một chút. Gì đây? Đây 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 mình đang bật tí nhá, mình sẽ chuẩn bị anh sẽ sau nhá. Mình đang đợi tí. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Hết giờ rồi mà. Vâng, Rồi nhé, tôi sẽ lại ghi lại cái bài này nhé. Dạ. Yeah.